lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát di lặc khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là chứng những pháp gì và nói những pháp gì phật dạy này thiện hiện đại bồ tát di lặc khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột sẽ chứng pháp sắc rốt giáo thanh tịnh và nói pháp sắc rốt giáo thanh tịnh chứng pháp thọ tưởng hành thức rốt giáo thanh tịnh và nói pháp thọ tưởng hành thức rốt giáo thanh tịnh chứng pháp nhãn xứ rốt giáo thanh tịnh và nói pháp nhãn xứ rốt giáo thanh tịnh chứng pháp nhĩ tĩ thể thân ý xứ rốt giáo thanh tịnh và nói pháp nhĩ tĩ thể thân ý xứ rốt giáo thanh tịnh chứng pháp sắc xứ rốt giáo thanh tịnh và nói pháp sắc xứ rốt giáo thanh tịnh chứng pháp thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo thanh tịnh và nói pháp thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo thanh tịnh chứng pháp nhãn giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp nhãn giới rốt giáo thanh tịnh chứng pháp sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh và nói sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh Chứng pháp nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh. Chứng pháp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh. Và nói pháp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh. Chứng pháp tĩ giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp tĩ giới rốt giáo thanh tịnh. Chứng pháp hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm chuyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh và nói pháp hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, chứng pháp thiệt giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp thiệt giới rốt giáo thanh tịnh, chứng pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh và nói pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, chứng pháp thân giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp thân giới rốt giáo thanh tịnh chứng pháp xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh và nói pháp xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh chứng pháp ý giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp ý giới rốt giáo thanh tịnh chứng pháp pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh và nói pháp pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh chứng pháp địa giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp địa giới rốt giáo thanh tịnh, chứng pháp thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo thanh tịnh và nói pháp thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo thanh tịnh, chứng pháp vô minh rốt giáo thanh tịnh và nói pháp vô minh rốt giáo thanh tịnh, chứng pháp hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não rốt giáo thanh tịnh và nói pháp hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão từ sầu than khổ ưu não rút giáo thanh tịnh hết quyển thứ 292